Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2023 tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Tại phiên giao dịch này, khoảng 60 doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng gần 3.700 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Có 17 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động trực tiếp và 43 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến. Tổng cộng 3.673 vị trí việc làm như kế toán, kỹ sư, bảo trì cơ điện, công nhân may, xuất khẩu lao động. Trong đó, lao động phổ thông là 1.512 người, có chứng chỉ hành nghề là 1.025 người, trung cấp cao đẳng đại học là 1.100 người. Phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2023 là cơ hội để người lao động và các học sinh sinh viên mới ra trường tìm việc làm phù hợp, là dịp kết nối tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng đủ nguồn lao động. Trong khuôn khổ ngày hội việc làm còn diễn ra hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giải đáp các nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực gắn với tạo việc làm bền vững, tuyển học viên học nghề và xuất khẩu lao động tại các nước như Đức, Úc, Hàn, Hungary.